Bác Thọ thấy cái bộ dàn karaoke của bên Zika chúng cháu thế nào ạ? Nghe thì cũng thấy được rồi. Dạ vâng, bác cứ yên tâm là bên công ty cháu là rất uy tín, bán hàng khắp cả nước chứ không phải là một hai chỗ đâu bác ạ. Bác cứ yên tâm. Cái bộ này thì nói thật là mình thì tiền không có, nhưng đây là con trai. Vâng, con trai là mua con trai bác ở bên nước ngoài tặng bác đúng không ạ? Đấy, con trai gửi tặng. Bác có thấy hài lòng không? Nhìn chung là cũng được rồi. Dạ vâng. Bố này thì hài lòng cái gì? Anh con trai bác ở bên nước ngoài là tặng cho bác một bộ dàn karaoke này, gồm đẩy X7 này, nâng tiếng CV900 này, mic VK321 này, và một đôi loa Wiwood G4000, một con súp này. Đấy, tổng bộ dàn này là khoảng hơn 20 triệu. Ok. Sau một quá trình dài thì bên em đã đến nhà bác Thọ ở Thái Bình. Nhà bác thì ở trong ngõ, hôm nay đi xe tải khá to nên là không lùi được vào trong. Bác lấy xe cải tiến ra để chở hàng vào. Xin chào cô ạ. Các bác cùng chờ trong giây lát nhé, em vào lắp ghép cho bác Thọ bộ dàn này đã. Vâng, bác Thọ rất là ưng ý và chuẩn bị đếm tiền thanh toán cho đội ngũ nhân viên Zika Audio đến tận nhà lắp đặt đây ạ. Vâng, và bây giờ đến lượt bác Thọ cũng khá là nhiều tuổi rồi và bác hát rất là hay và chúng ta có thể cảm nhận cũng như thưởng thức cùng bác Thọ nhé. Thank you.
Vâng, chỉ đơn giản là một đôi loa Qwest G4000, súp F1500, lưng tiếng CB900 Premium, mic VK321 và con đẩy liềm vang CX7 rất đơn giản, gọn nhẹ, đầy đủ trọn bộ thiết bị karaoke. Chú Thọ hát rất là hay và rất là cảm ơn chú Thọ đã tin tưởng và ủng hộ. Vâng, anh Nguyên anh ở bên Nhật mua về tặng. Và sau cùng toàn thể anh em nhân viên công ty Zika Audio chúc cô chú và anh Nguyên luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Tình phục lên thành phố vừa đi đã ngoài được quanh tình gốc thông thường chiều đang xe